Ô, vào đây. Sao giờ này không ăn cơm xong mà đến nhà chị chơi thế này? Em đến để ăn trực đây. Xin mời, xin mời. Chị nấu ăn chưa? Chị đang nấu ăn rồi. Đây, mời mọi người vào đây nhé. Có cần mời em phụ gì không? Chắc là chẳng cần phụ gì đâu, bởi vì là chị nấu xong hết rồi, chỉ còn một món nữa thôi. Món gì nhỉ? Đây là món gì? Đây là món gì hả? Đây, đây chính là rong nho sabudo. Rong nho có phải là kiểu rong biển Hàn Quốc á? Không, cái này không phải là rong Hàn Quốc mà kiểu cuốn cơm đâu. Mà cái này là rong nho Nhật Bản. Tức là nó sẽ là ăn kèm với cả sushi hay là sashimi. Nó là một cái rong nho tươi tách nước. Thì trình bày của nó là một gói như thế này. Nhưng mà khi mà muốn ăn thì chúng ta sẽ phải chế biến một chút xíu. Nhanh thôi, chờ chị một tí nhé. Ok, chế biến có dễ không chị? Dễ lắm lắm luôn ấy. Đầu tiên chỉ cần cho rong vào tô nước sạch, ngâm từ 2 đến 3 phút. Rong sẽ ngậm nước và tươi trở lại. Bây giờ là chúng ta sẽ phải rửa rong nho này bằng nước sạch. Vì đây là rong nho tách nước có chứa muối, nên sau khi đã ngâm trong nước từ 2 đến 3 phút thì chị sẽ phải vớt ra và rửa thêm 2-3 lần nước nữa như thế này, để cho rong bớt mặn là có thể ăn được luôn. Đây, xong rồi. Chế biến nhanh nhá. Rong nho này là một loại đặc sản rất nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng mà được mang về Việt Nam nuôi trồng mấy năm nay rồi. Loại rong nho này ở Nhật Bản thì rất là đắt và được gọi là món ăn của hoàng gia đấy. Ghê chưa? Nhìn cái này nhìn màu ngọc bích mà nhìn như mấy cái chùm nho tí hon chị nhỉ? Chính vì thế nên là người ta mới gọi rằng đây là rong nho đấy. Rong nho không chỉ dễ chế biến mà còn rất nhiều lợi ích, nên là chị hay mua về dùng trong bữa cơm gia đình. Trong rong nho có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao như kali, iốt, kẽm, magie, canxi, giúp các bé phát triển cho xương khớp, phòng ngừa các bệnh bướu cổ và táo bón. Ngoài ra thì các chất béo thuộc nhóm omega 3 có trong rong nho cũng giúp kích thích não bộ, phát triển trí thông minh của trẻ. Đặc biệt là hoạt chất fucodan giúp tăng sức đề kháng gấp nhiều lần thực phẩm thông thường, giúp các con phát triển thể chất khỏe mạnh từ bên trong, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus và vi khuẩn đấy. Rong nho này thì chị mua về cho cả nhà cùng ăn. Sau khi ăn một thời gian thì chị thấy là em bé đã có sức đề kháng rất là tốt, ít khi bị ốm vặt, mà quan trọng là không còn thấy bị táo bón nữa. Mà bên cạnh đó thì cái rong nho này cũng rất là tốt cho chị em phụ nữ chúng mình. Nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện về vóc dáng và làn da này. EPA có trong rong nho thì sẽ giúp thúc đẩy sản sinh collagen, làm đẹp kiểu như là từ bên trong ấy. Da mịn màng này, căng sáng này. Mà chị ăn nhiều rong nho, chị có cảm giác như là hình như chị còn giảm được cả cân. Nhiều tác dụng thế á. Em ăn thay rau bình thường không? Cái này ăn thay rau bình thường được em ạ. Một ngày thì chúng ta sẽ ăn một gói là đủ cung cấp dinh dưỡng rồi. Muốn cho rong nho ngon, giòn, tươi hơn nữa nhá, thì chúng ta sẽ rải một chút đá lên trên. Em giúp chị lấy đá nhá. Đây là bí mật của người Nhật để có món rong nho giòn tươi như vừa mới vớt lên từ dưới biển. Xong rồi, bây giờ sẽ bày món ăn ra bàn rồi chị em mình cùng ăn nhá. Đấy, ăn đi, ăn thử đi. Ôi, món này ăn giòn ấy, nghe rất sột sột trong miệng ấy. Mà ăn với mấy cái sushi sashimi này hợp phết nhỉ? Đúng rồi. Rong nho này là chị mua ở F99 mà người ta giao hàng rất là nhanh. Đặt buổi sáng thôi là buổi trưa đã có luôn rồi. Ăn đi. Ăn xong lát nữa chị sẽ cho một hộp để gia đình cùng ăn thử nhá. Ok, cảm ơn nhá. Hiện nay ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại rong nho. Tuy nhiên để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì Thanh chỉ tin dùng rong nho sabudo của S99 cho bữa ăn của gia đình.